Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hiện tại là em đang đứng tại địa điểm 189 thứ 416 của quay của chị Mai. Thì chúc cô chú anh chị và các bạn luôn mình sẽ thành công trong cuộc sống nha. Dạ. Heo quay ba rọi thì 320 một ký, đùi thì 300, sườn thì 300, xíu thì 300. Đặc biệt là da heo, kia là cô chú anh chị và các bạn. Da heo là 500.000, cái nhất quầy heo quay của chị Mai nha. Bán lúc nào cũng bán trước. Bởi vì số lượng heo quay ít như cô chú anh chị và các bạn. Rồi mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem Lily chặt heo quay. Cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp em nha, để em chia sẻ các món ăn mới hấp dẫn. Dạ. Mẫu ổ đừng lấy ngò. Mẫu ổ không ngò chú. Lấy ớt và cái gì đó, lấy thôi. Lily, chụp tấm hình Lily. Bánh mì gì mai ở ngoài? chưa kịp chụp cái bánh mì gì mai ở ngoài. Sao chị? 4 ký à chị? Chị khách mua 4 ký kìa. Cái ổ bánh mì thịt đi trời. Mấy bữa nay mình hỏi mình cứ nói là 4 ký nhưng mà khách vô không mua 4 ký, cứ ổ bánh mì không à. Dạ. Đã 200.000 sao quay chặt ra để nghe chặt đó. 15.000. 15.000 để chặt. Thank you.
Trời ơi, có gì ít nhiêu mà. Chốt tính tiền cho chị khách. Là 2 ký, mỗi nửa ký, nửa ký 2 nó nhiều 4 ký là 2 ký rồi. Quay ba rọi thì thường á thì em thích ăn là phải quay ba rọi chưa, ba rọi vừa mở đó. Tức là vừa nạc vừa mở đó cô chú anh chị và các bạn. Ngon hơn. 4 miếng đùi là 2 ký, mỗi một miếng là nửa ký, nói chung là 6 miếng á. Bánh mì ra. 2 miếng ba rọi là 6 miếng mà mỗi một miếng là nửa ký là phải 3 ký không? Rồi hai bọt mỗi một cọng nửa ký là phải 4 ký không? Rồi nói cho kỹ vậy đó, nhắc cho kỹ vậy đó. Trường. Nghiền ba rồi. Lên không? Lên sóng không? Con trai lên sóng không? Cho bé là cơm rau, cơm thêm ớt, cơm ba chị gái. Thank you.
thấy chưa, lì lì các bánh mì đâu cần nhiều dao đâu, không nhiều dao hay lắm. Đó, làm bánh mì đâu có cần gì bánh mì đâu. Kiếm em kìa, kiếm nó cười kìa, thấy thương. Nãy em có bỏ vô, thấy em hai ổn rồi. Sao vậy hả con tay? À, nãy con tay ơi. Con tay tử ngoại ơi. 30 chị gái. Con tay tử ngoại ơi. Ồ, hết bánh mì nữa chị Tâm ơi. Rồi nó đang qua, nó đang da lỏ. Đang ra đó. Bánh mì nóng hổi đây. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ. Lily li lên chức bà ngoại. Mua gì chị không? Bán
chị 3 lạng xá xíu, 2 thịt, 2 lạng heo quay là nửa ký. Để chung luôn hả con? Để đi, để bên đó này, để bên đó. Canh hay quá không cô? Chuyên nghiệp rồi. Rất miếng ra. Cô về cô căng thử. Cô về cô căng lại thử như thế nào? Đúng hay không? Bữa sau cô ra cô comment. Ở đây là bao cân lại đó cô? Nhiêu tiền em ơi? 106. Nhiêu tiền cho chị áo 100.000 cái. Do là nhiều lúc cô chú thấy cái cân để vô trong á, cứ về cân lại thử như thế nào ra ra ấy rồi. Cách bố trí của chị Mai rất hấp dẫn không? Cái hay quay á, nên là nhìn vô là rất là hấp dẫn, đi đường nhìn vô là mình thấy rất là hấp dẫn luôn. Dạ. Hay quay là da rồi rất là đẹp đó các bạn. Hấp dẫn. Heo quay kia là chập nó giao cho khách à Lê. Con heo quay kia là chập nó giao cho khách à. Ủa chị Mai là thường quay heo quay là phải trên trên chục ký không ta? Lâu quá không phải trên chục ký nha cô chú anh chị và các bạn. Dạ. 10 ký trở lên á. Chứ con nhỏ quá thì chị không có quay. À. Đường quay là 10 ký trở lên. Cái này sắp theo quay cho mình khách vô cái là ồn ồn luôn cái là làm. Có tâm với nghề đúng không? Lăn lê vào lớp rồi. Chưa thấy nằm mà. Có nằm. Sáng không nằm. Cái ghế chỗ sân thượng luôn nằm luôn. Chuẩn bị xong cái ghế rồi. Một ổ bánh mì luôn, 15.000 có đói không chú? Thôi 5.000 luôn chị Tâm ơi. Lê làm hoài đâu hết việc đâu. Con cắt dưa đi chị Tâm. Cắt rồi, bự bạch trà. Nào, 10 điểm cho chị Tâm về chỗ quỳ gối lên. Chưa kêu đã làm rồi, quá giỏi. Lên tờ lẹp đó tội. Tội chưa kêu đã làm, tờ lên tờ lẹp. Ê, nó nói gì đâu. Ở đây, Tâm giỏi lắm các bạn. Thì đồ nè, chắc là chưa kêu đã là cắt keo quay rồi. Với cho thịt vào bánh mì là bắt đầu là bán đó các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý cô chú anh chị vui vẻ trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha.